Anh thấy em chụp cũng nhiều. Đó là ngày xưa thôi. Đó là ngày xưa thôi. Hát chị nghe xanh. Không, không hát đâu. Chị Dâu mắc hát kìa, em vừa ăn chanh xong không hát được. Vừa ăn chanh xong không hát được nữa. Rượu đi ngủ rồi, rượu đâu rồi? Rượu đâu? Ok, ngoan con. Thôi về thôi chị Na. Xin nghe em hát đấy. Để em ngồi một lát nữa giọng em mới hồi phục thì em hát cho nghe. Bởi vì em gần tranh xong á. Hôm qua còn dùng mình chứ hôm nay ăn bình thường. Chị đang ngồi ở quán. Thế thôi nhanh ra. Em có chị Na. Em mai 10 giờ 1 rưỡi. Mấy giờ chị lên không? Chị Dâu ơi, không ngủ chưa chị Dâu? Em đi chạy nước cốt xe hôm đây. Ok chị Na nha. Không bé ơi. Chị Dâu giàu, yêu chị Dâu mới giàu. Chị Dâu mất giàu luôn. Shop thì tranh. Ủa, có à? Có chị Dâu. Shop nào? Ê, số nào? Bốn sao? Có được bốn sao chị Dâu? Ừ, nó bán áo quần. Nhưng mà Diệu có mở trên Facebook không? Mọi người không đi làm mà. Ở đây toàn idol á anh. Ở đây toàn idol á. Còn Diệu... Còn Diệu store đồ. Em buồn cười quá à. Cái tên em buồn cười quá à. Em ơi xem xinh quá. Cảm ơn anh nhá. Ừ, cái tên số ghê. Cái tên số ghê vậy. Thì ủa anh tín idol là gì em không hiểu. Kiểu cũng cũng là hôm nay sinh thế, hôm nay giờ sinh sách sơ bác sĩ. Sao lại cười cười nói lên giận nó. Ê nhưng mà chị ơi, Diệu có mở ở trên Facebook không? Kiểu có đăng bài trên Facebook không? Hay là mở quán nào? Thế đó anh này. Có em. Em chưa thấy đăng, em chưa thấy đăng. À chiều nay mới về. Ừ chiều nay mới về. Ừ có tiền mua ủng hộ nhưng mà em sợ em không vượt xa. À chị Dâu nhá, em biết lúc chị Dâu rồi nhá.